Chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Phương Dừa cả nhà. Hiện tại hội trong bên trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Phương Dừa thì các anh chị ekip đang chuẩn bị sân khấu cũng rất là hoành tráng cả nhà, đang trang trí các đèn led, nhiều các mục khác để chuẩn bị cho đêm nhạc hội tối ngày 13 tháng Giêng năm 2024 sẽ tổ chức tại hội quán của anh Khương Dừa cả nhà. Mình thấy đã chuẩn bị sẵn các dây đèn cả nhà ơi, các đèn rồi trang trí đồ rất là nhiều nè, rất nhiều đèn led, đèn chiếu sáng, đèn chớp và các dãy thùng loa cũng để rất là lớn cả nhà. Đây là toàn cảnh ở bên trong hội quán của anh Phương Dừa, rất là thơ mộng và đẹp đó cả nhà mình hãy đến hội quán của anh Phương Dừa để mình xem thưởng thức nhạc và mình uống cà phê ăn điểm tâm sáng ủng hộ anh cả nhà. Tại hội quán của anh Phương Dừa đêm ngày 13 tháng Giêng năm 2024 sẽ diễn ra đêm nhạc hội rất là lớn nha cả nhà tới đây xem và ủng hộ cho anh Phương Dừa. Có rất là nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố về đây trình diễn đêm ngày 13 tháng Giêng cho tất cả bà con cô bác gần xa mình thưởng thức những giọng ca tiếng hát của các danh ca nghệ sĩ nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trong nước Nam nói riêng cả nhà. Đây là một bức cảnh của hội quán anh vào một buổi sáng sớm, không khí nó rất là trong lành và mát mẻ, bên phong cảnh bên ngoài thì nó rất đẹp và thơ mộng nữa cả nhà, rất đẹp và thơ mộng nữa cả nhà. Trong hội quán này cũng rất là rộng, phía bên kia cũng rất là nhiều dãy chòi để cho mình vô đây trong đi chung gia đình, mình vô đây mình ngồi mình ăn sáng uống cà phê hay mình ngồi để thư giãn vào một ngày làm việc mệt nhọc, mình vô đây thư giãn cho tâm hồn của mình nó được thoải mái và bình yên hơn cả nhà. Hội quán này nằm ở đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Còn đằng trước mặt mình đây là đường Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hữu Trí hướng về chợ Điểm xuống Bến Lức nha cả nhà. Còn trong hội quán của anh Phương Dừa là tọa lạc tại trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh. Phong cảnh lên đây rất là đẹp cả nhà ơi, được trồng rất là nhiều những cái cây hoa kiểng để tạo cho một cái không khí nó trong lành và nó thấy nó dễ chịu hơn. Ở phía bên kia thì trồng rất là nhiều hoa cả nhà, được trang trí những cái hoa rồi trồng loại cỏ này cỏ kia, được đổ những cái dãy đất cao lên như là ngôi đồi đó, có những cái chòi các cái đồi thì tạo cho phong cảnh của cái hội quán mình nó thơ mộng hơn. Anh được các nhân viên phục vụ cũng rất là chu đáo cả nhà. Cái ghế ở trên bàn cũng có bình trà nè, bình trà và có khăn lạnh để cho mỗi bàn mình thấy có cái bình trà và khăn lạnh đầy đủ các dụng cụ để cho mình vô đây mình ăn uống mình thưởng thức nha cả nhà, rất là chu đáo. Trên mỗi bàn đều có một cái bình trà và ly uống nước trà hết. Không khí ở trong này thì là rất là tuyệt vời đó nha, rất là thoáng mát và hôm nay là rất là sạch sẽ luôn. Cả nhà mình có đến xem hội quán của anh Phương Dừa thì mình đi đường Nguyễn Hữu Chí vào cả nhà. Đường Nguyễn Hữu Chí vào tới trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh thì mình phía bên trong là hội quán của anh Phương Dừa.
đêm ngày 13 tháng Giêng năm 2024 là tổ chức đêm đại nhạc hội của rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng ở cả nhà mình đến xem để ủng hộ anh Xuân Dừa và đến xem để gặp mặt rất là nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Mình đến đây sớm ở cả nhà chứ mà mỗi lần tổ chức thấy hai sự kiện lớn rồi, số lượng khách đến đây rất là đông rồi cả nhà, khách đến đây rất là đông luôn, khán giả đến đây rất là đông, nó nổi vô trong cái sân khấu lần trước này nó rộng như thế này nè cả nhà, mà vô đây ngồi không được, vô đây là chật cứng luôn, đằng là ở khúc sau đó là đứng nhiều quá trời quá đất khán giả luôn cả nhà ơi. Bây giờ cả nhà mình đến xem các ca sĩ nghệ sĩ trình diễn tại hội quán của ngôi sao miệt vườn của anh Hương Dừa, thì mình tranh thủ đi sớm đặng mình có chọn cho mình một cái chỗ ngồi lý tưởng để mình xem được các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn tại nơi đây một cách nghe rõ và thấy rõ chính xác nhất cả nhà. Còn mình đi trễ thì mình đứng ở xa thì mình nhìn cũng không có thấy anh chị em nghệ sĩ rõ cho mấy. Bên trong mấy cái chòi để du khách ngồi ăn uống và trải nghiệm thì mình thấy mỗi bên có một cái tủ sách, cái kệ sách như thế nha. Cái kệ sách mình thấy có rất nhiều loại sách để cho khi mình đến đây mình ăn uống, mình nghỉ ngơi thì mình có thể vào những cái tủ kệ sách đó mình lấy những cuốn sách mình đọc để mình tham khảo về những kiến thức hay hơn. Có cái tủ kệ sách, hình như là mỗi cái chòi thấy có cái tủ kệ sách được anh Xuân Dừa trang trí rất là tỉ mỉ để phục vụ bà con cô bác một cách tốt nhất tại hội quán của anh Xuân Dừa. Hội quán của anh Xuân Dừa thì cũng mới thành lập khoảng một tháng nay, bên được trang trí bên trong rất là ok cả nhà. Phong cảnh ở đây rất là tuyệt vời và không khí thì không có gì bằng ở nhà, rất là mát mẻ trong đây tại các những cái chòi lá đó, rồi có những ở trên chòi lá có những cái cây cao cổ thụ thì nó tạo cho bóng mát ở trong đây, thì một cái môi trường rất là xanh sạch sẽ như thế này rất là thích nghi cho mình vào uống ly cà phê hay ăn điểm tâm sáng người thân cùng gia đình nữa cả nhà. Còn mỗi buổi chiều tối hoặc buổi sáng sớm